đường Tây Thăng Long hình thành với mục đích nối Hà Nội và Hà Tây cũ, đi qua quận Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng, huyện Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây. Dự án có tổng mức đầu tư gần 480 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Đường rộng 60m được thiết kế 10 làn xe chạy, mỗi bên 5 làn, trong đó có 3 làn ô tô và 2 làn gom xe chạy hỗn hợp. Tuyến đường Tây Thăng Long có điểm đầu xuất phát tại nút giao với đường Võ Chí Công, nhà thi đấu Xuân La, điểm cuối tại nút giao đường 32 và Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, có tổng chiều dài 33 km. Đoạn đầu tuyến kết nối Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng thuộc khu đô thị ngoại giao Đoàn được hoàn thiện đầu tiên và đã đưa vào sử dụng, có chiều dài 2,6 km. Tuyến đường Tây Thăng Long giao cắt với đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đường Phạm Văn Đồng, đường Văn Tiến Dũng, vành đai 3,5, đường vành đai và chạy qua hàng loạt các khu đô thị. Hiện tại, đoạn đường Tây Thăng Long từ vành đai 3,5, đoạn gần đường Tây Tự đến vành đai 4 chưa thi công. Sau khi hoàn thiện, góp phần kết nối giao thông khu vực rộng lớn của thủ đô được dễ dàng hơn nhiều,